Bản tin tối ngày 22 tháng 8 Nga chiếm Ba làng ở Donetsk nhưng để mất tới 93 khu dân cư ở Kursk. Hoa Kỳ nhấn mạnh tính cấp thiết của lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ứng viên Kennedy có thể sẽ từ bỏ cuộc đua Tổng thống và ủng hộ ông Donald Trump. Phản ứng đáng chú ý của gia đình khi ông Walsh chấp nhận đề cử ứng viên Phó Tổng thống. Mức tăng chi tiêu quốc phòng Đài Loan dự kiến vượt xa mức tăng trưởng GDP trước sức ép từ Trung Quốc. Việt Nam cam kết sẽ bình ổn giá vé máy bay. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tối thứ năm ngày 22 tháng 8 của Đại Kỷ Nguyên. Sau đây là phần nội dung bản tin. Truyền thông Ukraine hôm nay đưa tin xác nhận lực lượng Nga đã chiếm thêm 3 ngôi làng ở vùng Donetsk. Nguồn tin cho biết các ngôi làng Komishivka, Zavidner, Novozhenlan ở tỉnh Donetsk của Ukraine, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga từ ngày 21 tháng 8. Ngoài ra, quân đội Nga hiện vẫn đang tiến công một địa điểm khác tại Donetsk. Hướng Pokrovsk hiện là mục tiêu tấn công chính của Nga và họ vẫn đang tiến quân chậm nhưng chắc. Kể từ khi Adipka thất thủ vào tháng 2 năm 2024, quân Nga đã chiếm được 31 ngôi làng gần đó và đi được hơn một nửa chặng đường hướng đến Pokrovsk. Sau khi lực lượng Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố chiến dịch chống khủng bố và thành lập các nhóm quân và bộ chỉ huy quân sự mới tại các tỉnh Bryansk, Kursk và Benkorod. Thống đốc Alexander Bogomas cuối ngày hôm qua cho biết Nga đã ngăn chặn một nhóm trinh sát của Ukraine âm mưu đột nhập vào tỉnh Bryansk của Nga. Cuộc tấn công được báo cáo diễn ra ở quận Klimov, nằm giữa biên giới Nga, Ukraine và Belarus, và được cho là đã bị đẩy lùi. Đồng thời, Ukraine liên tục phát động các cuộc tấn công nhanh vào khu vực quốc của Nga. Theo tuyên bố của Tổng tư lệnh Oleksandr Shevsky, Ukraine hiện đang kiểm soát được 93 khu dân cư. Cùng ngày, lữ đoàn Pomstar của Ukraine được cho là đã phá hủy nhiều hệ thống pháo binh và nhiều hầm trú ẩn của Nga bằng phi cơ không người lái. Thông tin từ Tòa Bạch gốc Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để đổi lấy con tin. Ông Biden nhấn mạnh các cuộc đàm phán sắp tới tại Cairo là rất quan trọng. Lời kêu gọi của ông Biden diễn ra sau chuyến đi tới Trung Đông của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã kết thúc chóng vánh vào hôm thứ Ba mà không đạt được thỏa thuận nào. Các nhà đàm phán đã phải vật lộn trong nhiều tháng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn dự kiến diễn ra trong những ngày tới tại Cairo. Tuyên bố từ tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hoàn tất lệnh ngừng bắn, thỏa thuận thả con tin và thảo luận với các cuộc đàm phán sắp tới tại Cairo để loại bỏ mọi trở ngại còn lại. Nguồn tin cho biết, ông Biden và ông Netanyahu cũng thảo luận về những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Israel chống lại mọi mối đe dọa từ Iran, bao gồm các nhóm quân sự ủy nhiệm Hamas, Hezbollah và Houthi. Iran như đã biết vẫn liên tục tuyên bố sẽ trả đũa Israel về vụ giết hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào ngày 31 tháng 7. Hoa Kỳ hiện đã ra lệnh khai triển một tàu ngầm tên lửa dẫn đường tới Trung Đông và ra lệnh cho nhóm tác chiến Abraham Lincoln đẩy nhanh tiến độ khai triển tới khu vực này để sẵn sàng tăng cường phòng thủ cho Israel. Ông Lincoln và các nhà trung gian từ Ai Cập và Qatar đã đặt hy vọng vào đề xuất Bắc Cầu của Hoa Kỳ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các bên trong cuộc chiến tranh kéo dài 10 tháng ở Gaza. Cùng ngày, văn phòng của ông Netanyahu đã phủ nhận một bản tin truyền hình của Israel rằng nước này đã đồng ý rút quân khỏi hành lang Philadelphi. Trong các cuộc đàm phán, phía Hamas đồng yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, bao gồm cả hành lang Philadelphi. Tuy nhiên, phía Israel muốn giữ quyền kiểm soát hành lang mà họ đã chiếm được vào cuối tháng 5 năm 2024, sau khi phá hủy hàng chục đường hầm bên dưới mà họ cho là dùng để vận chuyển vũ khí cho các nhóm chiến binh ở Gaza. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin về việc ứng cử viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đang có kế hoạch từ bỏ nỗ lực trở thành Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ và ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Kennedy, người con thứ ba của Robert F. Kennedy, đang cân nhắc việc tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử của mình trong một lần xuất hiện cùng ông Trump tại Phoenix, Arizona vào thứ Sáu tuần này. Các báo cáo liên quan đến sự kiện này đồng loạt xuất hiện trên các tờ The New York Times, CNN, ABC News và NBC News. Sau khi chiến dịch tranh cử của ông Kennedy thông báo ông sẽ có bài phát biểu tại Phoenix về khoảnh khắc lịch sử hiện tại và con đường phía trước của ông. Ông Kennedy ban đầu từng chạy đua để giành đề cử của Đảng Dân chủ trước khi trở thành ứng cử viên độc lập và giờ đây ông Kennedy có thể sẽ gia tăng cơ hội cho ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, đặc biệt là ở các tiểu bang, chiến trường. Các cuộc thăm dò ý kiến liên tục cho thấy ông Kennedy, một luật sư về môi trường và là người tỏ ra hoài ghi lâu năm về chính sách vaccine, nhận được nhiều sự ủng hộ từ ông Trump hơn so với bà Kamala Harris. Trong cuộc thăm dò của NBC News vào tháng 7, 33% cử tri Cộng Hòa đã đăng ký bày tỏ quan điểm tích cực về ứng cử viên nhà Kennedy. Mặc dù ông Kennedy không có biểu hiện thách thức bà Harris hay ông Trump trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, nhưng chiến dịch của ông vẫn từng thu hút được sự ủng hộ lên đến hai con số trong các cuộc thăm dò ở thời kỳ đỉnh cao trước khi giảm xuống còn khoảng 5% trong những tuần gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast Impact Theory đầu tuần này, ứng cử viên phó tổng thống của Kennedy là Lincoln Shanahan cho biết họ đang cân nhắc việc rút lui khỏi cuộc đua. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố ông sẽ sẵn sàng bổ nhiệm ông Kennedy vào một vị trí trong nội các nếu được bầu. Ông Trump nói, tôi thích anh ấy và tôi tôn trọng anh ấy. Anh ấy là một người tuyệt vời. Anh ấy là một người rất thông minh. Tôi đã biết anh ấy từ rất lâu rồi. Thống đốc Minnesota Tim Walz đã chấp nhận đề cử làm ứng viên phó tổng thống tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ giữa hàng ngàn người ủng hộ gieo hò gia đình ông đã theo dõi từ đám đông với tràn đầy cảm xúc và báo giới quan tâm đến những phản ứng đáng chú ý từ cậu con trai 17 tuổi của ông. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy con trai của Tim Walsh là Gus đã khóc ngay khi cha anh bước lên sân khấu ở Chicago. Trong một đoạn clip được MSNBC đăng trên X, con trai của ông Walsh đã được nhìn thấy đang khóc và vỗ tay bên cạnh vợ của ông là Gwen và bà này cũng có vẻ rất xúc động. Vào đầu bài phát biểu của thống đốc Walsh đã dành lời cảm ơn ngắn gọn cho gia đình mình và nói rằng họ là toàn bộ thế giới của ông. Cậu con trai của ứng viên phó tổng thống đảng Dân Chủ một lần nữa được nhìn thấy đang khóc và gieo hò sau khi được cha mình nhắc đến. Cậu ta chỉ tay lên sân khấu và nói, đó là cha tôi. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, thống đốc Walsh cho biết đứa con trai 17 tuổi của ông mắc chứng rối loạn học tập phi ngôn ngữ, tăng động và rối loạn lo âu. Cuối bài phát biểu, ông Walsh cũng chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện bóng bầu dục thời trung học của mình và nói rằng bà Kamala Harris là một cầu thủ rất mạnh mẽ. Ứng viên phó tổng thống Vance của đảng Cộng Hòa đã phản ứng ngay sau khi thống đốc Walsh kết thúc bài phát biểu. Ông nói, những gì tôi nghe được là một anh chàng đang cố gắng bảo vệ Kamala Harris. Ông Vance nói tiếp, hứa hẹn những điều trong tương lai là một chuyện nhưng khi bạn bảo vệ phó tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, ngày đầu tiên của chính quyền của bà ấy không phải là 6 tháng nữa. Ngày đầu tiên của chính quyền của bà ấy là 1.300 ngày trước và bà ấy chưa làm gì cả. Ông Vance nói thêm rằng ứng viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ không thể lên đó và đưa ra tất cả những lời hứa này. Đó là nói xuông và rất trung trung. Chi tiêu quốc phòng của Đài Loan sẽ tăng 7,7% vào năm tới và vượt xa mức tăng dự kiến Thông tin này được chính phủ Đài Loan công bố vào hôm nay. Giữa bối cảnh, quốc đảo này đang bổ sung thêm phi cơ chiến đấu và hỏa tiễn để tăng cường khả năng gian đe trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh. Nội các Đài Loan cho biết sau cuộc họp thường kỳ hàng tuần rằng chi tiêu quốc phòng năm 2025 sẽ tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước lên 647 tỷ đài tệ, tương đương 20,25 tỷ đô la Mỹ, chiếm 2,45% tổng sản phẩm quốc nội và vượt kỳ vọng của chính phủ về tăng trưởng kinh tế là 3,26% trong năm. Khoản chi này bao gồm một ngân sách đặc biệt trị giá 90,4 tỷ đô la Đài Loan để mua phi cơ chiến đấu mới và tăng cường sản xuất hỏa tiễn. Đây là một phần trong khoản chi tiêu bổ sung trị giá 240 tỷ đô la Đài Loan của quân đội được công bố vào năm 2021 trong vòng 5 năm. Chính phủ Đài Loan đã đưa hiện đại hóa quân đội trở thành nền tảng chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết chi nhiều hơn cho quốc phòng trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, bao gồm cả việc phát triển tàu ngầm sản xuất tại Đài Loan. Về mặt quy trình, quản ngân sách này vẫn cần phải được quốc hội thông qua. Mặc dù đang bất đồng với đảng cầm quyền, nhưng đảng đối lập của Đài Loan đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với việc củng cố khả năng phòng thủ của hòn đảo. Trung Quốc hiện cũng đang nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình với các hàng không mẫu hạm, phi cơ chiến đấu tàng hình và hỏa tiễn mới. Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, Trung Quốc đã công bố mức tăng 7,2% chi tiêu quốc phòng trong năm nay lên 1,67 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 234,1 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% cho năm 2024. Tin Việt Nam Truyền thông Việt Nam đưa tin Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ thực hiện các giải pháp nhằm ổn định giá vé, điều chỉnh thời gian hoạt động để tăng hiệu quả khai thác. Trước đó, ngày 21 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nhận được câu hỏi của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về việc giá vé máy bay trong nước tăng cao và đề nghị Bộ xem lại các khoản phí, lệ phí để bảo đảm tính hợp lý của giá thành và chi phí tổ chức bộ máy của các hãng hàng không, tổ chức dịch vụ mặt đất. Trả lời cử tri Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong chi phí chuyến bay, nhiên liệu bay chiếm từ 37 đến 42%, chi phí liên quan đến thiết bị bay, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay từ 32 đến 41%. Phục vụ chuyến bay từ mặt đất, điều hành bay chiếm 6 đến 7%. Các chi phí còn lại như nhân công, bán hàng, quản lý, phục vụ hành khách chiếm từ 16 đến 19%. Theo thông tư 17-2019, giá vé máy bay được cấu thành bởi giá dịch vụ vận chuyển hành khách, thuế giá trị gia tăng VAT, các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ sân bay, an ninh và giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm do hãng hàng không quyết định. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Qua kiểm tra hoạt động bán vé của các hãng, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận các hãng đã thực hiện đúng quy định về mức giá tối đa trong khung giá đối với hàng phổ thông trên đường bay nội địa. Bộ này cũng cho biết rằng giá vé máy bay tăng nằm trong xu hướng chung của thế giới do sụt giảm quy mô đội bay, nhu cầu đi lại tăng cao vào các dịp lễ Tết và biến động tăng giá nhiên liệu, tăng tỷ giá hối đoái. Một ví dụ minh họa được đưa ra vào tháng 7, tỷ giá USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi đó 80% chi phí hàng không liên quan đến ngoại tệ. Thời gian qua, đội bay của các hãng Pacific Airlines và Bamboo Airways đã giảm mạnh do tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt Whitney tác động đến việc giảm đội bay của các hãng. Hiện tại, tổng số phi cơ được các hãng Việt Nam khai thác chỉ còn khoảng 160 chiếc, thiếu hụt từ 60 đến 70 chiếc so với trước thời điểm đại dịch. Cục Hàng không Việt Nam nhận định đây là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến giá vé, đặc biệt trong thời điểm câu vận chuyển hàng không tăng cao vào các dịp lễ Tết thưa quý vị bản tin tối của đại kỷ nguyên đến đây xin tạm dừng quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo